Thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ phát động nhân dân hành động vì thành phố xanh, sạch, đẹp và an toàn. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương, 1 tháng 1 năm 2004, 1 tháng 1 năm 2024. Theo lãnh đạo thành phố, đây là sự kiện thường niên có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo vệ môi trường sống an toàn. Trong đó tập trung các công trình, phần việc chung tay xây dựng văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn, các hoạt động phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân vì thành phố Cần Thơ thân yêu. Dịp này, các đơn vị, doanh nghiệp đã tài trợ kinh phí trên 2 tỷ đồng để hỗ trợ thực hiện các đợt cao điểm. Ủy ban Nhân dân 11 phường thuộc quận Ninh Kiều ký cam kết ra mắt mô hình 11 tuyến hẻm vệ sinh, xanh, sạch, đẹp. 9 đội hình xung kích tình nguyện bảo vệ môi trường ở 9 quận huyện